các bạn, Ngọc mới đi bộ trên cái con đường này, cái tự nhiên cái Ngọc nhìn qua bên cái phía này nè, cái Ngọc thấy có mấy cái cây gì mà cái trái nhiều quá trời nhiều luôn. Hồi nào tới giờ là mấy năm nay Ngọc không bao giờ để ý luôn á, mà bây giờ nhìn lại mới biết á là cây táo các bạn, cây táo này nó thấp hơn những cái táo kia nè. Cái táo này là người ta trồng ngoài đường nha mọi người, nhà của mấy người dân á thì người ta nằm ở phía bên trong. Giờ Ngọc các bạn coi nè, wow, từ mấy năm nay Ngọc đi Ngọc đâu có biết cây này là cây táo đâu. Đi ngang ngoài đường nè các bạn nè, đường này đi về nhà nè đó, cứ đi ngang thấy vậy là thấy táo. Ôi đất ơi các bạn coi táo nè, cây táo này dễ hái hơn mấy cây kia. Ok, mấy táo này để dành một mốt mà mẹ qua cho mẹ hái cho mẹ vui. Mẹ thấy táo là mẹ ham dữ lắm. Ôi đất ơi, quá trời luôn, không phải một cây mà là hai cây luôn á mọi người. Nhưng mà táo này nói chung là cũng trồng cho đẹp vậy đó, chứ còn người ta không có phun thuốc, không có bồi dưỡng, không có ấy gì nhiều hết đó. Thấy không? Trời đất ơi, trái táo bên trái cũng chút ép à, chút ép à, nhỏ nhỏ con vậy đó. Trời trời, chưa gì đụng cái là gãy luôn á hả, đụng cái là sức luôn á. Ôi coi trái này thương không, thế này đẹp nè. Ừ, cũng bị úng hư luôn rồi ha. Wow, trời ơi, hai cây ở đằng đây luôn. Mà hai cây đằng đây là không có có trái chưa có xanh đỏ gì mấy, xanh lè à. Hai cây luôn, cây bên đây nữa nè. Wow. Đó, mọi người thấy không? Bằng đằng này nữa, đằng đây cũng có một cây cũng nhiều lắm. Hãy học lại quay cho mọi người coi. Nó đi ngoài đường vậy không có ai đâu vô hái. Thấy ham thôi chứ còn mà nói ăn thì nhỏ xíu chút ép sao ăn. Thấy ham thôi à. Chút ép à, thì vui vậy đó. Wow, quá trời luôn nè. Mọi người coi nè, thấy không? Ồ, có cái trái kia kìa, coi nhìn thấy ham không? Nguyên ở trên cái đọt trên cao luôn, đã dễ sợ. Gần tới nhà Ngọc rồi, đi bộ tới nhà Ngọc chút xíu rồi tới gì? Vậy là mẹ rồi, chuẩn bị là có 4 cây táo chờ mẹ rồi đó. Mẹ Ngọc khoái lắm, táo ở siêu thị quá trời luôn mà rẻ dữ lắm các bạn ơi. Ở bên Ngọc á là giống như là cái đất nó cũng lạnh á, nên là táo có quanh năm. Xung siêu thị bán ngon và nó rẻ lắm, nên là ít ai mà thấy mấy cái táo. Trời, cái hoa này đẹp quá, hoa này nhìn giống lavender phải không ta, hoa này phải lavender không mà sao đẹp dữ vậy. Ồ, nhìn giống như một bức tranh luôn á, đứng ngay chỗ bông hoa này mà chụp hình đẹp lắm luôn đây nè. Bây giờ Ngọc sẽ dẫn Jay đi vô cái chỗ này gần nhà Ngọc luôn để kiếm mua cho Jay một cái skateboard. Nếu như mà mọi người không biết Ngọc, cái đó là cái dây lướt ván, trượt ván á mọi người, giống vậy nè. Ngọc muốn chơi tập chơi cái này để chơi có thể balance giỏi. Cái gì vậy chơi? Wow, không biết trong đây người ta có đồ cho con nít không biết. Oh, hello. Chơi nè, mấy chơi skateboard nè, chơi nè. Look at this. Mọi người coi người ta design đủ kiểu, đủ màu hết nè. Chơi cái này cũng là một trò chơi rất là hay. Chơi nó coi YouTube vô đồ, cái nó thấy. Hả? Sao con bán những cái đồ của you know, cũng giống như là street style của những người mà hay chơi của cái này nè. À, gần sát bên nhà Ngọc luôn mà sao Ngọc đi ngang qua hoài mà Ngọc không có để ý luôn á mọi người. Làm gì vậy trời? Coi áo này, có được đời áo này không? Wow, off the wall. Làm gì trời? Còn những cái quần này là cũng rất là độc đáo nè. Này là thùng thình nè, thời trang đường phố, thời trang thể dục thể thao. Đó, những đôi giày này là để những đôi giày này là mang là để thể thao ở ngoài đường này chơi nè. Những đôi vớ nữa. People.
Áo này đẹp này trai. Áo này đẹp quá. Ờ đúng rồi, con bị gì ngay chỗ đó đó ha con. Nó cũng lạ, cũng đẹp chứ. Ngọc lần đầu tiên Ngọc vô Ngọc tiệm này luôn các bạn. Ừ, áo kia có tiếng Nhật nữa. Ồ có đồ của nữ nữa nè. Hả? Áo của nữ nữa nè con nè. Áo của nữ cũng dễ thương. Nè các bạn, cái chọn ra một cái này cho chay, tại vì cái size của chay nó nhỏ. Bây giờ người ta sẽ làm tụi mình ngay tại chỗ luôn. Dán cái này vô. Đó. Không biết dán người ta làm cái gì nữa. Thì cái miếng này á là 65 đô, là có chừng 1,3 triệu. Rồi mình phải mua cái này riêng nữa. Cái này cũng có khoảng 65 đô nữa. Đó. Là hai cái là 137 đô. 37 đô là cỡ chừng 2,6 triệu ha, 2,6 triệu, 2,7 triệu rồi này kia. Để cho nó về nó tập nó chơi thử coi ra sao. Ở trong này người ta chỉ có hai cái size cho chay à. Hai cái style để chay chọn à, tại vì nhỏ quá đó. Còn mấy cái miếng dán ở trên này thì nó bự quá. Bự quá thì chưa có vừa chân của chay. Chay là gọi là have no option luôn. Wow, người ta có bán đầy đủ tất cả. Vô đây giống như một nơi lạ lẫm, tại vì mình không biết cái gì về cái môn thể thao này hết. Cầm cho mẹ coi. Let me see. Thank you very much. Ok. Thank you. Hello bà cô chú đi. Hello. Hello em bà cô chú. À các bạn, sắp tới Trung thu rồi nên là hả, các bạn biết rồi, Việt Nam mình bây giờ cũng đâu có Trung thu gì đâu. Nên là Ngọc mua bánh Trung thu. Để gửi về cho Việt Nam để cho mẹ Ngọc ăn, tại vì mẹ Ngọc rất là thích ăn bánh Trung thu. Nhưng mà cái kỳ này đó Ngọc mua bánh Trung thu là Ngọc mua cái loại bánh Trung thu được làm tại Hồng Kông đó các bạn. Đây là một loại bánh Trung thu rất là nổi tiếng. Đó, cái hộp nó dễ thương này. Đó, cái hộp dễ thương này. Rồi, con mở ra đi, mở ra cho ông bà cô chú coi đi. Dạ, cái này. Những cái bánh Trung thu này các bạn đặc biệt á, rất là nhỏ. Từ từ, mở từ từ, mở từ từ, cái này là bánh nên mở từ từ. Can I eat it a little bit? Ok, con đó, mày cho con ăn. I want to eat it. Bánh Trung thu này á là bánh Trung thu giống như là có trứng muối tan chảy ở trong đó vậy đó. Không, hết rồi con, chỉ có cái bánh thôi thôi. Những cái bánh nhỏ như thế này nè. 1, 2, 4, 6, 8 cái. Một cái hộp nhỏ vậy đó. Một cái hộp như thế này á thì cái giá của nó cỡ khoảng 43-45 đô. Gì đó Ngọc không có nhớ các bạn ơi. Đây nè, Ngọc mua rất là nhiều, tại vì Ngọc mua một hộp cho Ngọc, mua một hộp cho Việt Nam cho mẹ Ngọc nữa. Nên là cái này Ngọc sẽ để dành lại này cho bà ngoại. Rồi Ngọc còn mua những gì nữa nè. Những cái loại khác nhau để nhà ăn thử. Cái này cũng là một loại khác luôn nè. Rồi cái này lại là một cái loại hộp khác nữa. Trời ơi, con nó mở kìa. Ngọc thì Ngọc chỉ ăn một cái hộp này thôi, tại vì Ngọc không có ăn bánh Trung thu nhiều nên là gửi về nhiều hộp để cho mẹ của Ngọc thưởng thức. Mấy cái này thì để cho về Việt Nam mình bỏ, sẽ unbox mở hộp ra. Không được con, cái này là gửi về cho bà ngoại. Là gửi về cho bà ngoại tổng cộng cũng là 5 hộp luôn á. 5 hộp bánh Trung thu luôn á. Ủa cái kia nãy mới. Này, ngồi xuống gỡ ra. Cái hiệu này Ngọc đọc sao không biết chừng đọc thì... Mom, chocolate too. Đúng rồi, có nhân sô-cô-la nữa đây. I wish, rất là mềm. Mẹ cho con. Dạ con mẹ ơi. Rồi mẹ cho con nó làm sao? Please mẹ ơi. Ngon không? Cái bánh á rất là, khi Ngọc đụng vô Ngọc cảm giác nó rất là mềm nha. Không ăn hả? Hả? Không quen không ăn hay sao? Để mẹ coi coi. Ở trong đây là có nguyên một cái trứng ở trong đây nè. Bánh rất là thơm mùi trứng nha. À.
con đi đó, lặng lẽ ra đi đã ăn hộp nó lặng lẽ ra đi nãy giờ. Một cái trứng trong đây rất là bự ở trong đây. Cái bánh này thì chỉ có cái nhân và cái trứng thôi. Nhân ngoài rất là mềm. Mà quên nữa, hình như cái bánh này ăn đó là mình phải bỏ vô cái microwave, mình ngâm, mình hâm cỡ chừng 10 giây 15 giây gì đó rồi mình mới cắt ra mình ăn, thì ở trong cái trứng muối này nó mới chảy ra. Ngọc nghe nói là vậy. Để bây giờ thử nha. Ok, bây giờ cái này trong đây là nó chảy ra nè. Để thử coi có phải không. Đây, với cái trứng muối rất ngon nè các bạn. Đây là chiến này nè mẹ. Ăn đến một lần Ngọc mua rồi, Ngọc mới gọn thoại về nói mẹ. Nói mẹ ơi, kỳ này là không có bánh trung thu ăn. Kỳ con mua bánh trung thu gì cho mẹ. Của Hồng Kông. Của làm tại Hồng Kông, nhập phẩm tại Hồng Kông. Thử coi cái gì mẹ. Wow. Đây là bốn cái bánh bự nè. Bốn cái bánh bự. Nhìn nó như thế này nè. Không biết nhân gì Ngọc mua, biết sao nhiều quá. Tên tiếng Anh đồ đầu đủ thứ, Ngọc thấy cái nào thì thấy nó hơi đặc biệt một chút thì Ngọc mua. Mân bin nè. Làm nhưng đậu xanh nè, có hai cái dốc là hai cái trứng trong đó. Ok, bây giờ Ngọc sẽ hâm lên. Ngọc hâm được 15 giây rồi. Ui, nhà nóng rồi, còn nóng rồi. Bây giờ trời, cháy ơi, cái này là nhân sô cô la nè cháy. Ô, cái này là nhân sô cô la rồi, không có phải nhân ồ, vậy là trong này chắc là phân nửa nhân sô cô la. Vậy là một hàng bên này là nhân sô cô la, một hàng bên kia là nhân trứng hả? Ồ, này sô cô la. Ngon. Rồi đây Ngọc tắt cái tiếng chuông điện thoại của Ngọc, tại vì khách hàng người ta nhắn, người ta mua đồ. Bây giờ mọi người nãy giờ không tìm được cái trứng muối cho mọi người rồi. Bây giờ để hai bên lẫn lộn vậy nè, không có, mình không có biết đường mà để mình biết cái nào là nhân sô cô la mà nào nhân trứng muối nữa trời ơi. Không à, không nha. Cái nào mà nhân trứng muối nhìn nó vàng hơn. Cái sô cô la thấy nó hơi đen đen chút rồi nha. Không phải giỡn đâu à. Mà ăn các bạn, ăn một cái nhỏ nhỏ vậy nè, nó gọn mà đỡ ngán các bạn. Cái này sô cô la cà phê ta. 15 giây là hơi nhiều. Nóng quá. Đó, tổ hợp nào. Đó, hợp thấy các bạn làm không? Cái này là hột sen. Hột sen thì có 3 cái trứng luôn. Này. Cái này là Ruby Gift Box. Hiểu không? Hàng sử dụng là tới tháng 11 nha. Phải ăn cho tới tháng 11. Mẹ đừng có để nha. Mẹ nghe, mẹ phải ăn nha. Hàng sử dụng là tới tháng 11 là hết hàng hết luôn á. Hiện tại bây giờ tháng 8 đúng không? Phải ăn cho tới tháng 11 là, trời ơi, bây giờ gửi về là tới tháng 9 rồi. Mẹ ăn trong vòng 2 tháng là phải hết cái bánh trung thu này chứ, mà còn để là không được nha mẹ nha. 30 tháng 11 là hết hàng hết. Mẹ với chị Ngân, trung thu này chỉ có mẹ chị Ngân ăn thôi à. Cái này là Custer Mooncake Box. Cái Custer này nghe ngon mà ta. Đó, 6 cái nhỏ xíu nè. Phải chi mà còn ông ngoại á. Mà lúc còn ngoại còn sống thì chưa biết tới cái này. Mới khổ vậy chứ.
Con hộp này nè. Trời ơi, để mùi dữ trời. Thấy cái nào nhìn ngon ngon, cái ép vô, ép vô, ép vô. Giờ nó đưa hơi nhiều quá. Không mà cái này nó thiệt chứ còn ăn chơi vòng vòng ăn ngày hết rồi. Cái hộp. Cái nhỏ xíu, nhỏ xíu. Ồ quên, cái này mở làm chi trời. Cái này nó giống như cái hộp của Ngọc mở làm chi. Đó là mày nhớ coi video, cái hộp màu xanh này sẽ có hai loại bánh, một loại là trứng muối, còn một loại là sô cô la. Này một loại đó bình xịn với ba ly giang được. Đúng là kỳ này mua về này là có bình xịn với ba ly giang nữa. Cho bà chay em ăn cái ba đem bà bỏ. Chắc là cái loại sô cô la nó thích. Rồi, ok, bây giờ các bạn biết Ngọc làm gì không? Ngọc đang dầm một cái ly bơ để Ngọc ăn bơ. Dạo này Ngọc rất là hay ăn bơ. Rồi, con làm đèn mẹ. Chocolate. Đúng rồi, hồi nãy mẹ ăn đúng cái chocolate luôn, con muốn ăn không? Mẹ ừ, mẹ ăn đúng cái chocolate luôn mà tự nhiên cái là cái hồi nãy mà con lột qua con đưa mẹ đó, bây giờ mình thi thám hiểm nha. Bây giờ cái chocolate là cái này nè. Đây nè, rồi, bây giờ nè. Trời ơi, nãy mẹ lột ra một nguyên một chocolate mẹ mới ăn hết luôn rồi. Thử coi phải này không nha, 1, 2. Đồ, đúng cái thì chocolate rồi, ngồi ăn đi. Trời ơi, con cảm ơn mẹ đi. Is this chocolate egg? Hả? Đâu phải. Chocolate là chocolate chứ đâu có trứng. Đây nè, người ta có tặng thêm cái lồng đèn nè các bạn. Cho mấy thêm mấy cái sticker nữa nè, vui chứ. Sticker này cho làm gì đâu, rồi đó tặng gì thôi cũng đem bỏ chứ đâu được gì mấy này đâu. Rồi còn một cái thẻ cảm ơn nữa nè. Cảm ơn. Ừ, cái cô đó của cái nhà, cái công ty của cô cảm ơn mình đã mua ủng hộ cổ đó con. Ừ, ngon con. Đừng có quẹt xuống vậy con. Quẹt xuống chút mẹ quét với ai quét. Nè, lòng đèn này cháy nè. Con nói đi, lòng đèn. Lòng đèn, I want to... Chưa, chưa. Đó, lòng đèn panda. I want to see. Rồi bây giờ nói ba. Ủa, sao trong đây không có chỗ, à, có cái dựng chỗ dựng đèn cày. Xin ba tối nay đi. Tối nay cái đợt đốt đèn cày. Cái mẹ cho con tết trung thu chơi đốt đèn đi chơi. Bây giờ tới chừng nào mẹ đốt đèn mẹ mới cho con mượn. Chứ không là mẹ đưa cho con bây giờ là con sẽ làm hư. Ok. Chút nữa nè. Mà con ăn con thấy ngon. Ủa sao con không ăn này nữa? Không ngon hả? No, it's just sour. Sour, tàu lao không mà nó chua. Bánh trung thu mà nó chua. Ăn nào. Đây mày cắt cho, ngồi xuống. Thưa các bạn ơi, hôm nay chồng Ngọc ảnh sẽ nấu món spaghetti. Spaghetti. Thưa ảnh tự làm hết luôn á, Ngọc chỉ hả chỉ ảnh cách làm sao sao rồi mình bắt đầu. À, trong đây là cái nồi spaghetti ở trong này. Wow, hôm nay là ở ngoài trời rất là đẹp luôn các bạn ơi. Hôm nay á, Ngọc được kỹ xả hơi một ngày. Chồng Ngọc á, ảnh muốn làm món mì Ý. Ngọc nói là hôm nay là ảnh sẽ tự làm để anh có thể ảnh nói là hôm nay là anh muốn tự làm để anh có thể biết được cái cách làm mì Ý như thế nào. Thì hôm nay là tất tần tật từ cái món mà gọt cà rốt cho tới xào thịt bò, cho tới luộc mì. Nói chung là hết 90% của công việc là chồng Ngọc ảnh đã làm hết luôn. Chỉ có cái phần mà nêm nếm gia vị á, thì Ngọc ra Ngọc chỉ anh phải nêm cái gì rồi. Nói chung là thêm chút này chút kia chút xíu cho nó đúng cái vị hơn đó các bạn. Chồng Ngọc anh đang đem hai cái dĩa mì Ý ra. Thật sự hôm nay là Ngọc không có làm bất cứ một cái gì nhiều ở trong cái mì Ý luôn. Anh tự đi chợ anh mua đồ rồi này kia mua hết. À, chay lên đây ngồi chơi với mẹ, với ăn uống với mẹ với cô chú nè. Hả? Water is good. Thank you. I want something to play with. Con muốn chơi cái gì? I want to play with the bubbles. Thì sao? Mọi người hôm nay thời tiết rất là đẹp luôn. Hiện tại bây giờ là bỏ áo xuống. Hiện tại bây giờ là 7 giờ tối rồi đó mọi người. Hôm nay chọn cái vị trí này để ngồi ăn cho nó thiệt đẹp với cảnh ở đằng sau. Thênh thang và mênh mông, bơi và bơi. Wow, thơm quá. Lâu quá rồi, cũng chưa ăn mì Ý luôn á. Để thử coi hôm nay mì Ý này sẽ như thế nào. Vậy là lần đầu tiên như vậy xong là Ngọc nghĩ là những lần sau là chồng Ngọc mà không có Ngọc ở nhà là sao không thèm mì Ý là cũng có thể tự mua. Trời, trời đâu có cái lông vịt vậy? Phải là đâu mà con lụm dược lông vịt vậy? Con có chào ông bà cô chú chưa? Chào bà cô chú. Đúng rồi, giỏi.
bữa nay con học cái gì đó, bữa nay con học cái lướt xa, lướt không phải lướt sóng, à trượt ván, ừ trượt ván, cái đó là gọi là trượt ván. Con học cái đó là sao rồi? Rồi làm gì con để ra nách con kéo qua vậy? Sàm, trời ơi, rồi nó đưa vô mũi tôi cho tôi hửi, nó sàm dễ sợ. À mẹ ngủ phải không? Ok ngủ. Trời ơi, ai chọt mũi tôi vậy? Đó, nó thích chơi vậy đó cô chú, nó thích pha trò. No, I don't, thank you. Chồng Ngọc anh hỏi là có muốn ăn cái gì? Ủa bà đang ăn mà bác mà ngủ, ok ngủ ha. Ai vậy? Ai làm gì tôi vậy? Who did that? Giỡn bài à, giỡn dữ lắm. I told everyone that you make everything today. Rồi ok, ăn bánh mì đi. Ok, bây giờ mời, xin mời tất cả mọi người. Bây giờ thumbnail picture, chạy đi. 1, 2, 3. Đưa bánh mì lên, đưa bánh mì lên. Đưa bánh mì lên. Chiii. Bà trơn như sao đi. Chưa mà. Ok. Không không, ăn uống rồi, không có đi ngủ gì hết đó, không có giỡn gì hết đó. Được không? What do you think? Little salty. Ngồi xuống, 1, 2, 3, ngồi. But we didn't make the sauce. No, it's not salty. Mm. No. No, it's pretty good. No, it's not salty. No. Mommy, hello. Your tongue was bland. You know? Chồng Ngọc ăn đủ đầu tiên, nó hơi mặn. Ngọc nó ủa, Ngọc ăn Ngọc đâu thấy mặn đâu. Ngọc lại nói giờ thì thấy được rồi. This sauce is pretty good. Yeah. Cái nước sốt này là nước sốt mới hồi bữa lúc mà đi vô cái con nhà bằng cái căn phòng băng giá, xong rồi cái hai vợ chồng đi chợ mua cái nước sốt này, mọi người nhớ không? Không có cờ giỡn nha cha. Okay. I gotta take a picture of Craig. Tell him he's missing out. He's gonna probably be too busy to come over. Thank you, baby. You're welcome. Ăn như vậy là tối không ăn cơm nữa các bạn. Nhờ hồi bữa mà nấu cái giò heo á, nên là họ mới ăn cơm được mấy ngày. Hi, how you doing? Hello. Hi, hey. Judy. Say hi. What are you eating? Say I'm eating bread. Oh, it's good. Cái chú đó dễ thương lắm á trời. Chú đó dễ thương lắm, chú đi ngang rồi ổng chào, ổng cười, ổng thương, ổng chào vậy đó, chú đó dễ thương lắm. Mấy thằng giấy à? Con Stewie nó đọc ở trên cái bàn. Stewie sitting on the other table. Hồi bữa Ngọc với Chay đang ngủ mà Ngọc thức rồi. Buổi sáng cái tự nhiên hả, cái nhà Ngọc có một con mèo đi vô. Là cái con mèo mà Lucky nó, cái của cái bà hàng xóm bà Su á. Nó đi vô trong nhà, nó nhìn Ngọc, nó lại cái giường Ngọc chỗ Ngọc nằm á, nó meo meo meo. So there was one day, like maybe like 2 days ago, okay. In the morning, I woke up but I was still on my bed. Sophia came into the house. I don't know how. She comes in all the time. But who opened the door? You wasn't home. And it's just a meow, 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 meow. And I opened the door and then she couldn't I opened get out. The window. She couldn't get out? Yeah. Sophie? Uh-huh. She might have came in by the kitchen window. We leave that open sometimes for Lucky to come in and help when we're asleep. Mà sao con nhìn con biết con nào là Sophie, con nào là con Stewie? That is Sophie. That's the same color as Sophie. Yeah. Không phải con nói Sophie không? Uh-huh. He's always scared of cat. Sophie là scaredy cat hả? Còn con Stewie thì sao? Oh, I'm full. Chồng Ngọc nó no đó mọi người. You want more meat? I got a bunch of meat on my plate. I can't eat more. You want some? Try it. Cái chân mày nè, cái rụng chân mày nè. Chân mày bị rụng nè, đó con lấy ra đi. Rồi chưa, nó nằm ở dưới đây nè, nó nằm dưới cái mặt nè. Đây là lông mi nè, đó lông mi dưới đây nè.
Đó, thấy chưa, làm rụng bông mi luôn á. Nước bên này lên lớn quá. À, trời, sao mà mấy tuần nay hả, không ở với ba nó sao chị? Chứ thường thường mà chị có nhà là qua nó kiếm con rồi. Well, I think I did an okay job. You did a great job, baby. Are you home, mommy? No, thank you. No, it's really good. What do you think? I think it's good. The sauce we bought was good. Ở cái xóm này á, là vòng vòng là có cả 4 con mèo. Và Ngọc thấy là gần Ngọc nhất. Ngọc có 1 con, chú hàng xóm này có 1 con là 2. Cái cô gần kia có 1 con. Trời, hết hồn luôn á. Cái tàu chú đó, chú Linh đề máy không? Hết hồn luôn. Mà hả, lớp kỳ của Ngọc á là Ngọc thấy là hiền nhất trong hai đứa. Đứa này với đứa kia là nó dữ lắm. Còn Sophie á, Sophie là hiền nhất đám luôn. They're friends. Mèo đen ở nhà đó tình yêu muốn kêu à? Mèo là phải không? Mèo đen á. Bella's not friends with anybody. Cái con Bella đó là nó ở trong nhà không, nó không được ra ngoài luôn á. Tại vì nó đi ra ngoài là nó quýnh độn với người ta dữ lắm. Rồi nó chạy đi đâu mất tiêu. Nó thấy con chay là con quà, con chay dữ lắm luôn. Nhớ không? Mommy, I remember it's that Pearl Audrey. Đúng rồi. Hey. Erin á. Is Erin at home? No. No. She hasn't called. Erin á. Ngọc nhắn tin nó, nhắn từ hôm qua, nhắn 3 tin. Không trả lời tin nào. Ngọc nhắn là hỏi là chị chuẩn bị đi du lịch rồi. Đau mà. Em có rảnh không? Để chị qua rồi chị chỉ công việc làm. Chị Ngọc nhắn 3 tin. Không tin nào trả lời không? Sáng nay Ngọc copy những cái tin mà Ngọc nhắn rồi đó. Ngọc gửi qua lại thêm một lần nữa, trả lời đúng một tin là hồi trưa này, là nó ở nhà bạn rồi hả, không biết chừng nào về, rồi họ hỏi là muốn mấy giờ qua. Ngọc nói là Ngọc có thể tới, ví dụ như ở nhà bạn thì Ngọc thể Ngọc rước xong rồi cái Ngọc chở tới tiệm để Ngọc chỉ cho cái cách làm, xong rồi cái hả Ngọc chở lại về nhà bạn. Tới giờ chưa trả lời lại luôn. Rầu này ghê, tôi rầu thiệt á. Tôi cũng cố gắng hết sức với nó lắm rồi đó. Khổ ghê vậy. Ooh, I am tired now. Không hiểu luôn. Baby, so baby, Erin, answer me, say, oh, I'm at my friend's house. What time are you gonna pick me up? I told her, I'm like, we can pick you up today if you can, like, pick you up and then bring you back to your friend's house. Never answer me again. Làm sao Ngọc có thể bây giờ đó hả, thí dụ như nó giúp được hay không thì nói mình tiếng, nó làm mình cái kiểu đó mình không có biết là ok, là mình có thể nương tựa vô nó để có thể là lo cho cái công việc business của mình không, làm ăn của mình hay không. Chứ còn mà Ngọc thấy là nương tựa vô Erin là một cái tình yêu rất là mong manh và dễ vỡ. Trời ơi, tôi nhắn cho nó quá trời luôn mà nó nhắn tôi đúng một tin rồi nó biến mất. Không biết. Nó cầm cái điện thoại của nó là 24/24. Không lúc nào mà nó không có cầm cái điện thoại của nó hết. Mà tại sao cô không hiểu luôn. Nói chung là không hiểu luôn. Nó không có ngủ. Cho tới 3-4 giờ sáng nó mới ngủ. Airplane Daddy. Mama Airplane. Ồ, máy bay hả con? Rồi sáng rồi nó ngủ cho tới 11-12 giờ. Hoặc là sao, nói chung là cái schedule của Ngọc gặp nó đó, là nó nói nó thức cho tới 3-4 giờ sáng. She always on her phone. Why don't she answer my message? That's gonna be you in 10 years when JD is somewhere. She's always on her phone. Why does she answer my messages? Yeah. That sounds like a mom thing to say. Chồng Ngọc nói giống cái kiểu như là hả, đó là một cái vấn đề mà những người mẹ thường hay gặp đó, đối với những đứa con đang ở tuổi vị thành niên, nó đang ở tuổi teen á,
là hả sau này chay cỡ chừng 10 năm sau á, cái mình sẽ ngồi mình nghĩ lại, mình nhắn tin cho nó mà sao, ủa sao mẹ nhắn tin con mà con cầm điện thoại con hoài mà con không trả lời mẹ, lý sao chay. Ngọc nghĩ cái đó là cũng tùy người nữa, tùy theo cái người đó, người nào, chứ không có thể nào mà nói cái đó là cái tuổi tiên là phải vậy, không có đâu có. It just depends on who. Yeah. It's not every single kid like that. No. Not every single teenager like that. Mommy, Ngọc phải nói chuyện với nó, ví dụ như chừng nào mà nó trả lời Ngọc hoặc là Ngọc gọi điện thoại cho nó, Ngọc phải nói với nó thôi, em ơi, bây giờ em có giúp chị được hay không, hay là để chị tự tìm người khác để cho chị yên tâm, để chị đi chơi được chứ cái kiểu này của em rồi sao chị đi chơi được. I want to go inside and watch the puppies. Can we go lay, take a nap, JD? Yeah, I want to watch the puppies. What about taking a nap? I want to watch the puppies. I'll put it on for you, baby. Bring the bike back to the patio. Hôm qua, Ngọc cho Jay xem một cái câu chuyện. À, không phải, chuyện cổ tích, một bộ phim. Thằng Củi. Nó rất là thích, tại vì những cái chuyện cổ tích nào mà có nít trong đó, đó là Jay cực kỳ thích. Chay học được một vài câu tiếng Việt giống như ông cụ làm vậy nè chay, umbala umbala. Rồi á, nó học được cái câu này nữa nè, khi mà thằng cụ á mà lừa cái ông bá hộ á, kêu ông bá hộ nói một câu này nè, ông bỏ vợ, ông bỏ con, ông lấy tiền. Bảo chay cười, đi nhìn Ngọc nó cười, cũng hái cái khúc đó lắm. Nó nói mẹ ông đó, ông nói câu đó hả, funny quá, mắc cười quá, ngu lắm. Wow, baby, you did a great job. Thank you. Thank you. Seriously. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này, thích cái phong cảnh này. Baby, I love the view back here. Oh, it's a great view. Cái view này là great một cái background. View mà không có thể nào mà... Looks like we're sitting right in the water. Yeah, nhìn giống như là Ngọc với chồng Ngọc đang ngồi dưới nước. Nhưng mà cái view thật sự không thể nào tưởng tượng được cái view này. 7 giờ tối rồi các bạn. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống, cố gắng để vượt qua những cái tháng ngày gian khổ này nha mọi người nha. Ngọc hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai. Ngày mai Ngọc sẽ dẫn tất cả mọi người đi một nơi khám phá một cái thứ rất là thú vị. Con muốn đi kayak với mẹ không? Rồi bây giờ mẹ với con đi. Hả? No, not daddy. Yeah. No, daddy, ba mệt rồi. Thôi mẹ chở con đi kayak chơi nha. Ok, yeah, bye bye ông bà cô chú. Bye bye, have fun kayaking. Ok, bây giờ Ngọc với lại Chay sẽ đi thuyền kayak. Chèo gì vậy? Cái gì vậy? Ôi, bị đụng dưới đây hả? Ôi, sao không? Ôi, trời, thôi mẹ thương, mẹ thương. Ôi, trời.